Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái cục nhỏ nhỏ mình đang cầm trên tay này đây. Đó, đây là sẽ là một cái cây lá cũng khá là đặc biệt ở Việt Nam hiện tại. Đây là cây đầu tiên, chắc chắn là cây đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Nó thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Cái combo của nó thì nó có đi thạch kèm theo dây chứ kiểu như này, nhưng mà mình về mình sẽ tặng kèm thêm cũng được. Để sao cả. Đấy thì cái cây này là mình order hộ. Đấy, cái này là mình order hộ với một anh ở bên trong Đồng Nai. Đó, thì ông ấy cũng lấy rất là nhiều cái titan với mình rồi. Đấy thì đây hình tổng quát chung nhìn xung quanh thì các bạn thấy nó rất là tinh tế và sắc sảo, được gấp gọn lại, có thể đút túi để đi làm đi chơi. Đấy, đút túi được, anh chỉ phải gấp nó lại thôi. Đây là cái cây này, là cây Titan TC21 này, được khắc cái các kiểu chạm trổ rất là đẹp về những cái hoa văn ở bên ngoài này. Đấy thì mình sẽ gấp vào cho các bạn biết cái khổ độ của nó như nào. Đó, ok nha, chờ mình chút nào. Rồi, ok, mình mở thêm ít nhạc cho nó rộn ràng. Đó. Đây mình sẽ cho các bạn xem qua chút cái cây titan này. Đây bên trong nó có được ốp, tất cả đều là titan TC21 nha anh em nhé. Đấy thì cái kiểu kẹp là kiểu kẹp mới nhất 2019. Đây kiểu kẹp này hiện tại đang khá là phổ biến và khá là hot đấy. Kẹp này thì càng kéo lên thì nó lại càng đi lên và càng càng chặt hơn. Đấy, càng kéo thun lên thì nó càng thế. Tổng quan chung thì hiện tại ở bên trên cây lá được các chữ cũng khá là đẹp, chữ tàu, nhưng mình không biết là không biết dịch là gì. Đấy thì cây gì đấy, nó thì ở đây cũng thế. Đó, thì đây là cái logo của hãng của nó đây. Đấy thì đây là cây Titan TC1 chà kép, à chà gấp. Cái này thì độ rộng của nó là 8,4 hay 8,5 gì đấy. 8,5 rồi. Chưa động chạc là 8,4, 8,5 gì đấy. Thì bắn ôm tay hay bắn tỉ ngón đều được nha anh em nhé. Đấy, thì cây này là cây gấp Titan TC1. Cái này về mình, đây là màu Titan, rồi về mình có thể nhờ anh em Anốt ở Việt Nam Anốt nên nên màu khá là đẹp, là ok. Đấy thì cái này bên này nó hơi bị dít một chút. Rồi mình sẽ xem xét lại qua cái này một chút, nó hơi bị dít. Rồi, không sao cả. Đấy thì cái này là cây tất cả đều là titan đấy, nhưng có mỗi chắc là mấy con ốc này thì không phải titan thôi, còn khung hình chung là về tất cái mối lối rồi những cái ghép này đều là titan hết. Đấy, anh em lên màu, về lên màu thì có thể lên màu được, mà anh em là sợ nó bị trờn hay là bị gì, chắc chắn là nó sẽ không trờn gen đâu, bởi vì nó khá là bền đấy. Tất cả các cái đây đều 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 có cái giá của nó cả. Thì mình order về hộ cho một ông anh ở trong Đồng Nai, thì cây này là order về Việt Nam là 2,6 triệu, 2,7 triệu chứ, 2,7 triệu cả ship đấy. Thì nhìn tổng quát chung thì nó cũng khá là đẹp và khá là ok đúng không? Đấy thì mình từ trước đến giờ thì cũng chỉ toàn order những cái hàng VIP như này thôi, chứ một vài cái mặt hàng ấy thì anh em đặt thì mình cũng có order đấy, còn anh em tin tưởng thì đặt mấy cái hàng VIP như này. Đấy, giống như là cây này này, cây mặt quỷ titan này chẳng hạn, đây nữa, đấy cũng đã có người order về cho anh em. Đấy thì cái cây titan này, những cây titan ấy, cái dòng titan ấy, nếu mà đã chạc buộc như này thì à, chạc gài như này, chuẩn nhất của nó là cái giống như mặt quỷ này, chuẩn nhất của nó thì đấy, nó có cái kẹp của nó sẽ liền luôn vào với một khối với cả cái cây lá này, thì nó sẽ xin si dây nó cắt qua như này thôi. Đấy mình sau mình ấy mình đẩy nó ra là được. Một số những cái mẫu khác thì nó cắt luôn ở cái phần này đi, cắt dây luôn, cắt luôn, rời luôn cả cái kẹp ra. Đấy thì nó cũng không phải là mẫu chuẩn đâu. Đấy thì đây là mẫu chuẩn nhất và cái độ vát của nó cũng khá là ok này. Cái cây kia thì nó không vát. Đấy thì nói tiếp về cái cây gấp này. Thì cây gấp này hiện tại giá order về Việt Nam là 2,7 triệu. Đấy còn nó có thể chênh xuống hoặc lên một chút do thời giá hoặc là do cái bọn shop này nó giảm giá. Đấy thì để lấy được cái giá nào thì mình sẽ order cái giá đấy. Thì vì sao mà anh em hiện tại bây giờ vẫn cứ chọn shop mình để order? Đấy thì
Mình toàn order những cái hàng phải gọi là đẳng cấp. Ở Việt Nam thì cây này là cây đầu tiên về đến Việt Nam thì mình chắc chắn luôn, chắc chắn một điều là cây này là cây đầu tiên về Việt Nam. Rất là nhiều người muốn lấy nhưng mà chắc là chưa ai lấy được cái cây này cả. Đấy thì đây là cái gốc này. Đấy ở đây nó có các cái kẹp ấn lẫy này. Để ấy anh em nào ấy thì nhớ là ấn cái phần kẹp này vào rồi rồi mới hạ xuống. Đó. Bây giờ mình sẽ gài thun thử cho các bạn. Cái kẹp gài thun mới này. Đấy, thì bộ combo của nó đi kèm cũng có như này thôi. Thì có dây đeo rồi dây phản quang rồi vít. Về nó nhưng mà thích thì mình có thể tặng kèm thêm một số những cái khác cũng được, chả sao. Bây giờ mình sẽ kẹp cho anh em thấy này, đây là mình sẽ phải đưa sâu hẳn vào dưới đây. Sau đó thì lấy tay đấy, giữ chặt lại. Rồi ok, đấy, lấy tay kéo này, càng chặt càng tốt. Càng lên cao càng tốt. Đấy. Đó, này là ok rồi. Đấy, có sút đằng rời nó cũng không ra. Đấy, căng đằng rời nó cũng không ra. Đấy anh em thấy không? Bên này đó cái đầu ok đấy, mình vừa kéo mình vừa rút ra đấy, như này nó sẽ dính luôn đây này, anh em nhìn thấy không, cái thun nó sẽ dính luôn đây này đó. Giờ kéo đằng rời nó cũng không lên được, rất là đau tay. Đấy, mình kéo nhiều quá, đâm ra khá là đau tay rồi. Đấy. Ok nhé. Cái gì mình sẽ nói nhìn sơ qua về cái tổng quát chung với cây Titan TC1 chặt gấp này thôi. Đấy thì nó rất là gọn. Rồi ok nhé, cảm ơn các bạn nhé. Ai muốn order thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 9816 1883 này, hoặc là vào fanpage Facebook là cao su gạch ngang cao cấp TOT shop, hoặc là cứ gõ TOT shop nó sẽ ra thôi nhá. Đấy thì anh em nào order thì cứ liên hệ với mình. Đấy thì tại vì sao mình shop mình cũng được anh em tin tưởng rất là nhiều về cái vấn đề cái order ná đúng nha, order mấy cây như này. Đấy thì anh em tin tưởng rất là nhiều. Đấy, cây khá là đắt tiền. Đấy, chứ không mấy cái thể loại mà làm mấy cái lá gì cái gì cũng... Rồi bây giờ mình sẽ phải tháo ra để mình gửi cho ông ấy nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ like và subscribe giúp mình với nhé. Rồi ok, bye bye.